Rồi, chào mọi người quay trở lại chương trình hút máu người tiêu dùng của em nha. Hôm nay lại có một số máy giới thiệu cho mọi người. Hôm nay máy tính bảng về nhiều mọi người. Nó có mấy mẫu nữa mà hàng tại để trên bàn á, nó không có đủ. Nên thôi hôm nay giới thiệu trước mấy cái. Rồi, thí sinh đầu tiên nha mọi người. Samsung Galaxy Z2 RAM, máy đẹp, vỏ đẹp. Tại cái vỏ này nó thay rồi mọi người. Còn màn hình là zin. Đây, cấu hình của nó là mọi người. Màn hình 5 inch UHD, RAM 1.5, ROM 8, cam trước 5 chấm, cam sau 8 chấm, pin 2006. Con này có 4G nha mọi người. Cái con G530 bữa em bán không có 4G mà cái dòng này có 4G nè. Cái nắp 4G nè. Để em test cảm ứng cho mọi người xem. Ok nha. Rồi test cam cái luôn cho vui. Cam trước 5 chấm mọi người. Nói chung là chụp ok, chụp đẹp á. Cam sau 8 chấm thì chụp bình thường thôi. Không đẹp lắm đâu. Hơi tối. Nói chung nếu mà mọi người chụp đủ sáng á, thì ok mọi người. Còn cái mấy cái dòng này nè, giá rẻ đây nè, mọi người chụp buổi tối nó bị mờ lắm. Cái này em báo trước. Cái này thì xài được 2 sim thẻ nhớ luôn. Nếu mà anh chị nào mua thêm thẻ nhớ thì cài game được. Còn phần mềm thì em cập nhật hết cho mọi người rồi. Facebook, Messenger, Zalo em cập nhật hết rồi nha. Google chơi em cập nhật hết rồi. Tải hết cho mọi người luôn. Về là gắn sim vô xài thôi nha mọi người. Con này kính đẹp mọi người, không chày. Vỏ đẹp không cứng mốp luôn nha. Galaxy Z2 RAM này hôm nay em bán giá là 690.000, tặng kèm sạc cáp nha mọi người. Phí ship là mọi người chịu. Phụ kiện thì em tặng nhưng mà em không có bao phí ship nha. Anh chị nào mà chuyển khoản trước hay cái gì em cũng không có bao phí ship nha. Phí ship là mình tự chịu nha anh chị. Rồi con tiếp theo nha mọi người. Samsung Galaxy Z3 2016. Mặt kính trước thì có chày. Nhâm 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 á mọi người. Xước lông mèo á. Mặt lưng sau thì vỏ đẹp. Khung thì cũng đẹp nha mọi người. Nhưng mà cái viền trên đây nó có nhầm 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 nhầm, nó có bị chốc sơn á. Đó. Con này thì là vỏ zin, men zin, màn zin, màn hình 5 inch AMOLED HD. RAM 1.5GB, ROM 8GB, pin 2006, chip 4 nhân bình thường thôi. Không có cao lắm, của mình không cao lắm. Cam trước, cam sau đều bằng y chang con này. Em nghĩ có cũng y chang à, không khác gì đâu mọi người. Đây em test cam cho mừng coi. Đó. Cam sau cũng ngang ngửa y chang 1.8, 1.10 thôi. Nhưng mà con này được cái màn hình nó mắc. Màn hình nó chất lượng hơn. Đó, cầm trước y chang nhau. Để em test cảm ứng luôn. Cảm ứng là ok hết. Bốn góc nè. Ok hết nha mọi người. Phần mềm mấy con này em bán á mọi người, là em cập nhật hết cho mọi người rồi. Phần mềm trong CF Play nè, Google để em cập nhật rồi. Em tải Facebook, Zalo, Messenger sẵn rồi nha. Bây giờ mọi người đừng có cài đặt lại, cứ lắp sim vô là xài thôi. Samsung Galaxy Z3 2016 này hôm nay em bán giá là 770.000 nha mọi người, tặng kèm sạc cáp. Phí ship mọi người chịu nha. Máy đẹp. Con này em đánh giá cỡ 94-95 đó mọi người. Rồi, thí sinh thứ ba một con HTC. HTC thì được cái to mồm mọi người. Con này là HTC Design 826 Selfie. Cam trước của nó 13 đó mọi người. Cam sau cũng 13 luôn. Con này là trước sau như một nha, hai lưng. Trước sau như một, gió nhựa, hai sim, hàng chính hãng. Con này RAM 2GB bổ trong 16GB, chạy chip Snapdragon 615. Con chip này nó bằng với lại Oppo F1 của mọi người. Oppo F1 và RAM 3 16 thôi, con này RAM 2 16 thôi. Màn hình được đường cái con này Full HD, 5.5 inch Full HD. HTC được cái to mồm mọi người, loa cực kỳ đã luôn. Con này đem test la cho mọi người nha. Em cảm ứng không? Không lại không liệt. Rồi ok, để em test cam nha mọi người. Cam thì con HTC này vô cài đặt, đổi cam nó hơi khó hơn xíu. Nè, cam trước 13, chụp đẹp ha. Siêu đẹp. Nè, đó, phải vô đây đổi cam mới được. Cực vậy đó. Cam sau thì 13 chấm chụp đẹp. Nói chung là xuất sắc trong tầm giá thôi. Con này pin cũng 2006 bằng mấy con này luôn. Nhưng mà con này được các thiết kế nguyên khối. Mọi người gửi sim là mọi người gửi bên đây. Sim hãy nhớ là bên đây nha mọi người. Đó, đầy đủ nha. Con này thì kính đẹp, có một cái vết xước lông mèo ở đây. Đó, còn bao nhiêu là đẹp. Mặt lưng sau cũng vậy, đẹp đẹp đẹp, không chày. Đó, HTC Design 826 Selfie. Trước sau như một, hai lưng. Con này hôm nay em bán giá là 780.000, tặng kèm sạc cáp nha mọi người. HTC Design 826
bé đẹp á. Con này đánh giá cỡ 95. Số hotline hiến máu bên em là 076 734 7340. Số thứ hai là 0902 930 252 nha mọi người. Còn địa chỉ trung tâm hiến máu nhân đạo của em là 116/55 đường Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Anh chị nào tới mua hàng trực tiếp địa chỉ cửa hàng em á mọi người thì vui lòng tới sau 6 giờ chiều nha, từ thứ hai tới thứ sáu, còn thứ bảy chủ nhật thì tới giờ nào cũng được. Nhưng mà nếu tới thì gọi trước cho em để em có nhà, tại nhiều khi em đi lu bu em đi á mọi người không có nhà. Còn bên em cũng có giao hàng thu COD toàn quốc nha, hút máu tận giường mọi người luôn. Thì hình thức giao COD với mọi người thì mọi người phải đặt cọc cho em, đơn nào dưới 2 triệu thì đặt cọc 50.000, nạp Momo, cạc, Viettel Mobi hoặc là chuyển tài khoản ngân hàng. Còn nếu mà đơn nào trên 2 triệu thì mọi người đặt cọc 100.000. Thì giao COD thì mọi người ở tỉnh xa thì đều mua được nha. Nhân viên em sẽ tới nơi hút máu tận nơi mọi người nha. Cứ nằm trên giường thôi là sẽ có nhân viên tới hút máu. Rồi ok ha. Con thứ tư mọi người, một thêm một con thiên hà ghi chú ba nữa. Con này nhiều anh chị hỏi lắm nhưng mà hiếm lắm mọi người. Lâu lâu mới có một cái rồi chứ không phải clip nào cũng có nha. Nói chung là mặt lưng sau là đẹp, nhưng mà cam thì cái viền nó có chạy nè mọi người. Đó, nhưng mà cái kính là không chạy. Mặt trước thì là kính đẹp. Galaxy Note 3, màn hình 5.7 inch Full HD AMOLED. Ví dụ mà con này mọi người rớt bởi màn hình á thì cũng nên mua con mới luôn chứ đừng nên đi thay nha. Pin 3000, RAM 3, bổ trong 32, cam sau 13, cam trước 2. Cam sau 13 thì chụp đẹp hơn con này, tại cái dòng này là dòng flagship mà mọi người. Đó, chụp đẹp hơn. Cam trước thì xấu hơn, tại cam trước có 20 à. Để gọi video call thì được. Đó. Rồi để em tới cảm ứng cho mọi người xem nha. Không lạng không liệt. Cách like cái đi, vô YouTube cái cho mọi người xem. Rồi nâng cấp phiên bản luôn, thôi nghe nhạc chuông nha mọi người. Em chưa, mấy con này em chưa có cập nhật phần mềm, nhưng mà giao tới mọi người là sẽ cài đặt hết. Yên tâm là hàng em giao hàng là không có cần phải cập nhật cái gì hết. Đây, chuông ok ha. Ô quên, để em test con HTC nữa cái đã. Rồi để báo giá con này cái đã. Con này vẫn giá như cũ, 990.000, tặng kèm sạc cáp tai nghe. Galaxy Note 3, máy đẹp, kính không chày. Mặt lưng sau thì vỏ đẹp luôn, nhưng mà cái viền camera thì chày, nhưng mà cái kính thì không chày. Rồi để test loa con HTC này nha. Loa con HTC này nó nằm ở giữa cái khe màn hình nè mọi người. Đó, cái khe màn hình này nè, nó có một cái dãy loa. Rồi trên đây nó có loa nữa, nó chứ không có loa trong dưới đây nha. Đó, em báo trước luôn. Cài đặt, lại không vô YouTube thôi, vô cài đặt thôi. Âm thanh, nhạc chuông. Hai loa nha mọi người, ok hết. Một con tiếp theo, Vivo V3. Cái dòng này nó bằng với dòng Oppo F1 đó mọi người. Cũng cũng có hình cũng tương đương thôi. Màn hình 5 inch HD, chip Snapdragon 616, RAM 3, bổ trong 32, pin 2550. Thì con này nó cũng kiểu như Oppo F1 mọi người. Oppo F1 mấy bữa em bán 900 mấy á. Còn con này được cái RAM RAM 332, bộ nhớ trong nó cao hơn. Đây. Cảm ứng là ok hết, camera. Đâu để em coi camera coi ok không. Ồ camera được sáng sáng, sáng cái gì ơi. Sáng hơn cái con này, sáng hơn xíu. Cầm trước coi. Cầm trước đẹp nha. 13 chấm đẹp. Ok. Vô test loa cái cho quý vị xem. Loa thì nằm dưới đây, nhưng mà con này thì ngoại hình không được đẹp quý vị. Đây, con này thì ngoại hình không được đẹp. Nó có cứng góc ở đây nè quý vị. Đó. Còn mặt lưng sau thì hơi nhâm. Hơi nhâm 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 nhâm. Con này có vân tay vân chân. Còn con Oppo F1 thì không có vân tay nha quý vị. Đó. Nó nhâm chỗ này thôi. Mặt lưng sau thì có nhầm 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 đó, quý vị thấy chưa? Hơi xấu, con này đánh giá cỡ 90 nha mọi người, nhưng mà kính thì đẹp, không chày. Không hiểu sao dán cường lực thì dán mà ấp lưng thì không chịu mua, em chán quý vị thì. Nó hay giống Oppo F1 ha, nhưng mà được cái có thêm vân tay. Con này em bán giá 970.000, tặng kèm sạc cáp tai nghe. Vivo V3. Rồi giới thiệu cặp táp đi ha. Giới thiệu thoại hoài hơi chán, giới thiệu cặp táp đi. Galaxy Tab 4 một cặp. Con này vỏ thì hơi xấu. Con này giặt sao vỏ đẹp, nhưng mà mặt trước thì con này hơi xước lông mèo. Còn con này thì mặt trước đẹp. Đó trời, mua hàng nhiều cái quý vị, nhiều cái bất ngờ lắm quý vị.
Galaxy Tab 4 thì cấu hình của nó là RAM 1.5GB, ROM 8GB, pin 4000. Chip thì mọi người chỉ để xem YouTube, kết nối karaoke, Bluetooth, rồi Zalo, Facebook với dạ chơi game nhẹ như chém trái cây rồi Temple Run rồi thôi nha mọi người. Không chơi liên quân được nha. Hôm bữa em có báo rồi đó, con này không có chơi liên quân được nha mọi người. Đó, con màu đen thì kính đẹp, con màu trắng thì nhâm 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 nhâm. Nhưng mà mặt sau con màu trắng đẹp hơn, với lại con màu trắng nó còn cái khay đậy hẻ nhớ nè. Còn con màu đen thì trần trụi rồi, mất khay hết rồi. Tại dòng này kiếm máy đẹp gì không ra quý vị, kiếm máy đẹp 1.1-1.2 lần. Nhưng mà mấy con này là không có cứng, bốn góc là không có cứng. Ok hết nha mọi người, không có cứng, không có mớp. Kính là nó cũng ok. Nói chung là hàng này xài cho mấy em nhỏ xem YouTube đồ đầy đủ. Tesla một cái đi quý vị. Rồi để test cảm ứng trước nha quý vị. Cảm ứng nè. Ok hết quý vị ơi. Rồi Tesla một cái chơi luôn. Loa thì nó không có lớn hơn mấy dòng iPad đâu mọi người. Em nói trước luôn, iPad 2, iPad 3 thì loa lớn hơn. Còn dòng này thì loa không có lớn đâu nha. Nhạc chùa vô đó có xíu thôi, la như này có xíu thôi. Để mở lớn rồi mình đó, hết nái rồi đó. Qua không có lớn bằng iPad nha mọi người, con này chết cảm ứng luôn. Con này thì trần trụi nhưng mà được cái mặt kính nó đẹp mọi người, còn con kia thì mặt kính hơi xấu. Đây ok hết. Test cam cho mọi người xem, cam thì mọi người chỉ để gọi video call thôi nha, chứ đừng đem đi chụp hình nha mọi người. Đó, cam sau nó mờ mờ vậy nè. Cam trước thì ok, để gọi video call thì được. Em báo trước luôn, cam sau nó thường lắm mọi người. Cái dòng Tab 4 này cam sau thường lắm. Hai con luôn. Nè, cam trước, cam sau cũng dạng tối chụp mờ mờ thôi, không đẹp lắm đâu. Đó. Rồi hắc bạch công tử này hôm nay em bán với giá là 900, tặng kèm sạc cáp nha mọi người. 900 hai con kính đẹp, con kính xấu, con vỏ đẹp, con vỏ xấu, con có nắp đậy, mặt bikini đầy đủ, còn con thì trần trụi đó. 900 tặng kèm sạc cáp. Anh chị nào coi tới khúc nào mà được cái con nào thì vui lòng gọi liền nha, chứ nhiều khi anh chị coi để hết video á, mấy anh chị kia chốt trước á. Tại giờ này em bán hàng mọi người gọi ghê quá. Mà tại vì em không có thời gian đi lấy. Cũng là một cái thiếu sót của em. Nếu mà em lên được video hàng ngày thì em sẽ cố gắng. Còn bây giờ em không lên hàng ngày được mọi người. Rồi quay lại điện thoại nha quý vị. Một con Samsung Galaxy Z7 2015. Vỏ đẹp. Tại vì vỏ đã thay, nhưng mà màn hình là màn hình zin. Đó. Đây thông số của nó nè quý vị. Màn hình 5.5 inch AMOLED HD, RAM 1.5, ROM 16, cam sau 13, cam trước 5. Con này thì cam đẹp, cam sau đẹp mọi người. Cam trước thì cũng giống như mấy con Samsung này thôi, 5 chấm thì cũng bình thường, em nghĩ cũng cỡ đó thôi chứ không hơn được đâu mọi người. Nhưng mà cam sau thì đẹp, sáng, chụp sáng rõ như gì. Để chụp một cái cho quý vị xem. Đó, chụp chi tiết nè, thấy không? Ok hết nha, cảm ứng nè quý vị ơi. Mấy dòng này được cái em test kỹ đúng quý vị, cảm ứng không có lạn có liệt gì đâu, yên tâm. Được cái pin con này 3000, xài 2 sim thẻ nhớ, RAM 2 16 thôi mọi người. Mặt kính trước thì không chày, nhưng mà mặt kính sau thì vỏ đẹp, nhưng mà vỏ thay đó. Em nói trước luôn, cái này là thay vỏ rồi nha mọi người. Thì hôm nay được em mua được con này giá rẻ thì em bán rẻ, hôm bữa em bán 1.1 thì hôm nay em bán 1.050.000 thôi. Mua rẻ thì bán rẻ à, không có cần lời nhiều, chỉ cần lời chút đỉnh chơi vui thôi. Tại cái nghề này không phải là cái nghề của em nha quý vị. Nghề này nghề tay trái thôi, kiếm thêm thôi. Rồi giới thiệu lại không, giới thiệu Tab tiếp. Đó, nhảy qua nhảy lại chơi vậy đó. Một con Galaxy Tab 3 10.1 inch. Đây để em cho mọi người xem ngoại hình nha. Có cái miếng dán á mọi người, nên nó sẽ có bong bóng ở đây nè. Đó, nó có một cái miếng dán, bốn góc là không cứng. Mặt sau đẹp luôn. Đó, nhưng mà con này hơi bự nha, con này nhiều khi nghe ngửa iPad mà iPad 2, iPad 3 mọi người. Galaxy Tab 3, đây cấu hình của nó là cái gì? Màn hình 10.1 inch, RAM 1GB, bổ trong 16GB. Camera thì thường thôi. Đó, con này được cái trọng lượng nửa ký quý vị. Mà ai mà coi mà tập tạ thì mua con này được nha. Hay là mọi người nhà mọi người mà cái thớt hư á thì lấy để lên xong rồi sắc đồ ăn.
con này cũng như cái thớt vậy mọi người. Rồi để em test cảm ứng nha mọi người. Ok hết nha. Nhưng mà con này bị cái mọi người, nó không có 3G nha, không có xài sim được, con này chỉ xài wifi thôi. Cái này giống như dạng iPad mà iPad wifi á, nó không có sim. Trong này không có sim, nó trước luôn. Âm thanh thì ok, loa nó ở đây, với lại bên đây hai loa hai bên nha. Lại YouTube để em coi vô YouTube coi nó có chạy không. Để em chưa cập nhật đó mọi người, không biết có chạy không. Chạy thì em sẽ mở thử cho mọi người xem. Màn hình sáng đẹp không chạy, có miếng dán nha mọi người. Đây Polygo nha quý vị, nghe Polygo nha. Hai loa hai bên thấy không? Ok hết nha mọi người. Galaxy Tab 3 10.1 inch. RAM 1 bổ trong được 16. Only Wi-Fi không có sim. Chỉ để về cho mấy em học hành hay là xem YouTube rồi thôi mọi người. 1.350.000 tặng kèm sạc cáp. Làm thớt được nha mọi người. Rồi con tiếp theo, Galaxy Z3 Pro. Đây, màn hình 5 inch HD, RAM 2 16, pin 2400, pin yếu hơn mấy con này. Nhưng mà con này được các thiết kế nguyên khối mọi người. Cái này là nhôm nè, còn trên đây là nhựa nha. Đó em báo luôn, thiết kế nguyên khối, giỏi sao thì có chày nhẹ. Tại đây mấy người dùng thì không tránh khỏi nha mọi người, em nói trước, nhưng mà mặt trước thì kính đẹp. Không chày, chết cảm ứng. Mọi người yên tâm là hàng mọi người nhận về là phần mềm em cập nhật hết, mọi người đừng có lo gì hết á. Con này được cái camera đẹp hơn hai con quỷ này mọi người. Camera chụp đẹp luôn á, buổi tối chụp đẹp luôn á. Cam trước thì ok, sáng hơn xíu. Đó. Loa liếc ok hết mọi người. Vô loa không? Nên test loa không? Loa hãy nằm bên đây nha quý vị, không có nằm dưới đây. Đó, dòng nào loa nó nằm đâu thì em sẽ chỉ quý vị chỗ đó. Âm thanh ok nha, loa nằm đây ok. Samsung Z3 Pro này máy nhỏ gọn mọi người, nếu mà mọi người nghe gọi thì được có 2-3 ngày á, còn nếu mà mở 4G thì xài được ngày văn phòng nha, 8 tiếng. YouTube, Facebook, Zalo đầy đủ, RAM 2 16, hàng chính hãng, 2 sim, thẻ nhớ đầy đủ. Con này hôm nay em bán giá 1.180.000 Galaxy Z3 Pro nha mọi người. Rồi con cuối cùng, anh nào bữa hỏi Tab E của em thì hôm nay em có nha mọi người. Samsung Galaxy Tab E, màn hình 9.6 inch, RAM 1.5GB, ROM 8GB. Đó, Galaxy Tab E. Ok hết, cảm ứng ok, ngoại hình nắp sau ok mọi người. Có cũ thêm 5 tháng thôi chứ không có cứng mớp gì nha mọi người. Mặt trước thì kính đẹp nè, không chày. Nhưng mà nó có bị cái góc này nè mọi người, nó bị không có phải nứt đâu. Tiếp như cái viền đó mọi người, nó bị mớp ở chỗ này nè, thì nó bị cong vô cái chỗ này thôi. Nhưng mà kính thì không nứt nha mọi người, cái này là chỉ bị bên cái nút bên trong thôi chứ không phải kính đâu nha. Cái này em nói trước luôn. Đó, camera ok hết. Con này bị cái con loa nha quý vị, nó không có như con Tab này, nó con loa đây thôi. Camera thì cũng vậy luôn. Cái dòng Tab Samsung thì đừng có hy vọng gì camera á mọi người, chỉ để gọi video call thì ok. Còn nếu mà đem đi ra đường chụp hình thì thôi, để nhà đừng chụp hình nha. Cam trước thì sáng hơn con này một xíu. Cách loa không? Cách loa nha, ở YouTube coi. Rồi cập nhật phiên bản mới luôn, chán đời. Rồi vô nhạc chuông nữa nha quý vị. Âm thanh nè, nhạc chuông nè. Đó, loa thì nó không có lớn bằng con kia. Đó em nói trước luôn, loa thì ở đây thôi, cái buồng loa nó ở đây, còn con này được cái hai loa hai bên đó. Nhưng mà con Tab E này thì cái mượt hơn xíu, tại cái con Tab 3 này cái cấu hình nó không có được cao bằng con Tab E này. Tab E thì mọi người cũng vậy luôn, chơi game nhẹ ok. Facebook, YouTube, Zalo cho các em nghe ok hết. Con này được cái có sim mọi người, đây khay sim ở đây. Con này được cái có sim 3G nha, thì con này hôm nay em bán giá là 1.4 triệu tặng kèm sạc cáp luôn.
siêu bao rồ thì em vẫn bán giá là 1.180.000 tặng kèm sạc cáp tai nghe. Còn con này thì chỉ có sạc cáp thôi. Tại máy tính bảng thì không có cần tai nghe mọi người. Nên đợt này máy tính bảng không tặng tai nghe nha. Nhưng mà nếu anh chị nào vui vẻ thì ok em tặng tai nghe cũng được. Thì nếu anh chị mua hàng thì gọi trực tiếp số điện thoại bên em 0767347340 với lại 0902930252 nha anh chị. Gọi trực tiếp thì mình thương lượng cái cách đặt cọc với lại cái hình thức giao hàng á. Địa chỉ mình ở đâu thì mình nhắn tin cho em nha. Rồi hôm nay cái chương trình hút máu người tiêu dùng của em có một số máy như đây thôi. Thì cỡ thứ 5, thứ 6 thì em có thêm một cái video giới thiệu tiếp mọi người. Tại vì để máy tính bảng là không có để được nhiều máy. Thì cỡ thứ 6 thì em sẽ giới thiệu máy nha, không có giới thiệu máy tính bảng. Thì hôm nay có 4 con máy tính bảng này thôi. Anh chị nào thấy thích hợp thì vui lòng liên hệ cho em nha. Rồi cảm ơn mọi người xem video của em. Hẹn mọi người video sau.